tiếp tục một ngôi nhà gần ngay trung tâm thị trấn Cần Giuộc anh chị ha, là gần ngay huyện Cần Giuộc luôn. Từ ngoài mặt tiền quốc lộ 50 vào đây thì chỉ hơn một trăm khoảng 150m thôi nha cô chú anh chị. Nhà mình thiết kế là một trệt một lầu mái thái nha cô chú chị ha. Thì nhà này á thì chủ kẹt tiền nên bán lại cho mình với mức giá rất là ưu đãi. Cô chú anh chị mình dán xem hết clip á, em Cường sẽ báo cho mình mức giá cụ thể ha. Thì diện tích của nhà của mình ở ngang 4m và chiều sâu xuống 16m cho anh chị ha. Thì xung quanh phía ngoài á là có làm hàng rào bảo vệ, có mái che đầy đủ cho mình luôn. Đó, cô chú anh chị mình thấy ha, lớp cửa ngoài mình lớp cửa tân tiến thêm, cải tiến thêm là lớp cửa 4 cánh nè. Xe hơi mình có thể đậu tận nhà luôn nha cô chú anh chị nha. Đó, như cô chú anh chị mình thấy nè, rất là kính cổng ha. Bên trong thì lớp bốt cửa bảo vệ 4 cánh, cái này là sắt và kính cường lực nha cô chú anh chị ha. Đó, rất là an toàn, điện nước đầy đủ luôn. Đó thì gia chủ để lại cho mình kẹt tiền nên để lại mình mức giá rất là ưu đãi anh chị ha. Gạch ốp lên 1m2 nè cô chú anh chị, trần đóng thạch cao dược hợp. Đó, có sơn phết màu rất là đẹp ha, có màu trắng màu xanh rất là đẹp luôn. Thì cô chú anh chị mình đặc biệt nhà mình có phòng ngủ ở dưới tầng trệt luôn ha. Nhà mình thì một trệt một lầu. Đây là cái vị trí cầu thang nha cô chú anh chị nha. Đó thì cô chú anh chị thấy vị trí cầu thang, em Cường có anh Giang là cái toilet phía dưới cho mình luôn ha. Cái nhà vệ sinh phía dưới luôn, đầy đủ cái trang thiết bị. Và nhà mình có phòng ngủ ở dưới tầng trệt nha cô chú anh chị ha. Đó, hệ thống cửa gỗ luôn. Đó, rất là tuyệt vời. Đó, gạch thì ốp từ trên xuống dưới 1m2 hết nha. Đây là bếp của mình. Đó, cô chú anh chị mình bếp của mình ha. Đá hoa cương đầy đủ luôn, bồn dĩa chén bồn đôi luôn, còn rất là mới xịn sò hơn anh chị ha. Đó, nhà mình có sân sau nè của anh chị, sân sau để mình phơi đồ phơi đạt nè. Đó, chủ nhà thì đã sơn làm hàng rào bảo vệ hết cho mình luôn ha, rất kiên cố, rất an toàn. Nhà mình thì có cửa sau nè của anh chị nha. Đó, như cô chú anh chị mình thấy, nhớ giùm em là nhà mình ngay ủy ban thị trấn Cần Giuộc, đất thì đất ở đô thị như của anh chị ha. Thì từ cổng thành xuống đây khoảng hơn 2 km nha anh chị ha. Đó thì với cái mức giá thì cô chú anh chị mình dán xem hết clip nha. Đó, cầu thang cô chú anh chị mình thấy nè. Đó, cầu thang ha. Các bồn bậc cầu thang thì làm bằng đá hoa cương đen hết luôn nha. Nhà thì một trệt một lầu. Ở dưới tầng trệt thì đã có phòng ngủ rồi. Đó thì mình khám phá trên cái tầng lầu của mình ha. Trên tầng lầu của mình như cô chú anh chị mình thấy nè, có 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Đó, phòng ngủ mình rất là rộng lớn anh chị nha. Đó, rất là rộng lớn luôn. Có cửa sổ nữa ha. Đó. Ở xung quanh sơn màu trắng rất đẹp ha. Đó, hệ thống cửa gỗ nè. Đây, nhà vệ sinh của mình nè. Đó, đầy đủ cái trang thiết bị luôn. Phòng ngủ có CB luôn ha. Đó, mỗi tầng có một CB riêng. Phòng ngủ thứ hai nè cô chú anh chị ơi. Đó, rất là rộng rãi, trần đóng thạch cao dược hợp đầy đủ luôn nha. Cửa nè. Thì khu đặc biệt ngay trung tâm thị trấn rất là nhà rất là đông san sát nhau cô chú chị nha. Thì ngoài đường vô đây khoảng 150m thôi, xe hơi đậu tận nhà luôn. Thì với cái mức giá gốc em báo cho cô chú chị mình là 1.690.000.000 và còn thương lượng nhẹ cho cô chú chị mình luôn ha. Đó, 1.690.000.000 là full giá nha cô chú chị ơi. Cô chú chị mình nếu mà đâu đó khoảng 600 thôi thì mình đã sẽ qua ngân hàng và sở hữu được ngôi nhà ngang 4m và chiều sâu xuống 16m này. Đó, có 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, có phòng ngủ dưới tầng trệt, có phòng khách, phòng bếp. Đó, và đặc biệt là có sân sau luôn nha anh chị ha. Cô chú anh chị mình xem kênh nhớ đăng ký kênh Minh Cường ha. Và coi kênh á, cô chú anh chị mình dán xem từ đầu clip tới cuối clip để em sẽ báo cho mình một giá cụ thể anh chị ha. Đó, cô chú anh chị mình cần thiết thì alo cho em và kết bạn bên Zalo, số điện thoại em để dưới màn hình để em tư vấn cho cô chú anh chị nha. Rồi, xin chào.